Chào các anh chị, ngày hôm nay thì Việt số hóa sẽ hướng dẫn các anh chị cách sử dụng dòng máy photocopy Zicon MB 5000, 5001, 5002. Đây chính là hướng dẫn cho dòng máy MB 5002, nhưng riêng đối với cái dòng 5000, 5001 thì đều dùng chung với lại cách sử dụng như thế nhau cả. Thì để sử dụng máy photo này thì đầu tiên các anh chị chọn vào cái chế độ copy. Thì đây chính là cái màn hình của máy photo này. Thì các anh chị để ý hàng đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây chính là phần các cái khay giấy. Hiện nay thì có 3 khay giấy, khay 1, khay 2 và khay bài bát, thì chính là cái khay tay của chúng ta. Thì các anh chị sẽ nhìn thấy này, khay 1, khay 2 và khay bài bát là nó nằm ở phía bên này, được chưa ạ? Đấy chính là cái phần khay giấy. Cái hàng thứ hai các anh chị quan tâm ở đây cho chính là cái hàng mà phóng to thu nhỏ. Cái hàng này nó sẽ phóng to từ A3 về A4 hoặc A4 về A3. Tùy theo cái loại là 71% thì tương ứng với lại từ A3 về A4. Còn 141% thì mặc định nó là từ A4 lên A3, tức là phóng to lên. Thì ngoài ra các anh chị cũng có thể là chỉnh cái phần trăm này nó cao hơn lên, thì cái này mình sẽ hướng dẫn ở một cái bài phóng to thu nhỏ. Cái hàng thứ ba chính là hàng liên quan đến phóng to, phần thứ ba chính là liên quan đến cái phần mà ghép mặt, hoặc là ví dụ như ghép hai tờ một mặt thành một tờ hai mặt, hoặc là từ một tờ hai mặt thành một tờ hai mặt, hoặc là chế độ photo chứng minh thư, hoặc là những cái giấy tờ ghép vào một tờ, hai tờ ghép vào thành một tờ. Đấy, ngoài ra thì các anh chị có một thêm các cái chức năng khác thì mình sẽ tìm hiểu sau. Cái hàng thứ tư ở trong đây chính là cái hàng mà liên quan đến sắp xếp. Ví dụ như là mình đang để ở cái chế độ sort này này thì nó đã để sắp xếp rồi. Còn nếu nó không chọn sort thì mặc định là nó không sắp xếp. Nó sắp xếp là như thế nào? Chẳng hạn các anh chị có một cái bộ nó có tầm khoảng 3-4 tờ đi chăng nữa, thì tờ 1, tờ 2, tờ 3, tờ 4, khi các anh chị không chọn sắp xếp, nó photo ra nó sẽ photo là 111, 222, 333, thì lúc đấy anh chị sẽ nhặt rất mất công. Thế thì bây giờ các anh chị chọn vào sort ở đây, thì khi chọn sort như thế này thì nó sẽ photo ra từng bộ một, các anh chị chỉ việc đếm số tờ và sau đó ghim thôi. Đấy là trường hợp sort đầu tiên. Cái sort thứ hai chính là cái phần xoay ngang như thế này. Thì khi sort xoay ngang như thế này, tức là bộ thứ nhất thì nó xoay dọc, bộ thứ hai thì nó sẽ xoay ngang, mình cứ hiểu đơn giản như thế. Thì các anh chị làm như thế này thì khi nhặt bấm ghim thì nó rất là nhanh, bởi vì là nó sẽ ra hẳn bộ cho anh chị nhìn rồi. Nhưng cái trường hợp như thế này thì các anh chị để ý là cái giấy của anh chị là sẽ phải hai cái cùng một khổ luôn. Ví dụ như khổ A4 này các anh chị đang đặt dọc như thế này thì cái khổ này cũng phải là A4 và các anh chị đặt ngang. Đấy, đấy là cái trường hợp khi anh chọn cái hàng sắp xếp sort thứ hai này, tức là sắp xếp quay mà. Đấy, thì còn các cái phần bên cạnh các anh chị nhìn ở hàng bên này thì nó liên quan đến cái chế độ của mình photo ra đậm hay nhạt, hoặc là tùy theo. Ví dụ mặc định đầu tiên ở đây là chế độ text, chế độ thứ hai là text photo, tức là vừa có ảnh và vừa có chữ. Cái chế độ thứ ba chính là chế độ ảnh, chế độ thứ tư là chế độ page. Cái chế độ này chế độ mà mình cần photo cái gì mà liên quan đến màu sắc nó không được đậm, ví dụ như đặc biệt là tờ hóa đơn, thì các anh chị có thể chọn cái chế độ này. Và một cái cuối cùng các anh chị quan tâm ở phía này nữa là chính là độ đậm nhạt, phóng to đậm nhạt này. Đấy, ở dưới đây có một cái này, thì cái này ít khi các anh chị sử dụng, trong cái trường hợp là sau này các anh chị photo ấy mà nó liên quan đến cái phần mà ngược giấy, khi photo ghép mặt nó bị ngược thì các anh chị sẽ chọn ở trong cái phần này. Đấy, thì đây chính là toàn bộ cái trên cái màn hình và sơ qua với cái màn hình của máy photo Zicon MB 5000, 5001, 5002. Thế còn phần phí bên này chính là phần mà bàn phím cứng, tức là gì, nó liên quan đến các cái vấn đề là các anh chị cài đặt hoặc là chỉnh sửa hoặc là thay đổi cái số lượng bản in. Ví dụ như bây giờ mình có thể là thay đổi, ví dụ như mình có thể photo 50 tờ, tất cả những cái này thì nó nằm ở phía bên này. Còn cái phần bên phía bên này là phần bàn phím cứng cho chế độ copy hoặc là chế độ scan, thì mình ngoài cái ấn home ở trên đây, các anh chị có thể là chọn các cái chế độ trực tiếp ở trên cái phím cứng này thay vì mình phải ấn ở phía đằng này. Ví dụ như bây giờ tôi chọn blind ở đây, nhưng tôi lại chọn scan ở đây, scan hoặc là phía ở trên đây đều được. Đấy, thì cái này là do mình chưa xét các cái phím cứng này theo cái giá trị. Đối với cái dòng 5002 trở lên ấy, thì tất cả những cái phím này mình đều có thể xét được cho nó là số 1 là copy, hoặc số 1 có thể là in, hoặc có thể là scan. Thì cái này là tôi chưa xét, thì sẽ có một bài tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách xét cái phần đấy. Thì tuy nhiên ngày hôm nay thì là sẽ là bao quát qua toàn bộ cái phần bàn phím của cái bàn phím và màn hình của cái máy photo này. Ở bài tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách photo như thế nào. Nó sẽ có một cái sơ di để cho anh chị học. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi.